Mẹ, con có cái này cho mẹ nè. Đây là mẫu son mới nhất, xịn nhất, mắc nhất năm nay luôn á. Con tặng cho mẹ đó. Mẹ coi thử coi có thích không. Màu này hợp với mẹ lắm luôn á. Đổi lại là cái gì? Mẹ hiểu con nhất luôn á. Tại vì sắp sinh nhật con rồi. Mẹ tính tặng gì cho con vậy? Thôi được rồi, con muốn gì? Con muốn một chiếc xe. Con đang đi một chiếc xe rồi mà. Chiếc xe này con chạy từ năm 18 tuổi rồi. Mấy đứa bạn của con á, mỗi lần một cái hãng xe nào mà ra dòng xe mới là ba mẹ nó đều sắm cho nó à. Còn xe con chạy mấy năm trời rồi, bây giờ nó cũng lỗi thời rồi. Con biết không, ở tuổi của con mà có một chiếc xe hơi chạy như vậy là tốt lắm rồi đó. Chiếc xe có nhiều đâu mẹ. Mẹ, mua cho con cái xe nha. Đi mà, nha. Thôi được rồi. Để mẹ lựa lời nói với ba con làm sao nha. Vậy là chắc chắn nha. Con nghĩ chắc là được mà. Tại vì ba lúc nào cũng nghe lời mẹ hết. Không phải là bây giờ ba vẫn nghĩ mẹ là một người mẹ kế tuyệt vời nhất thế gian này sao? Mà con phải công nhận là mẹ giỏi ghê luôn á. Tới tận bây giờ mà ba vẫn bị mẹ gạt suốt bao nhiêu năm nay. Trời ơi con, mẹ nói con nghe nè. Tất cả những chuyện mẹ làm mục đích là để giữ vững cái gia đình này. Đúng, muốn cho gia đình này vững á thì mẹ mua cho con một chiếc xe. Đi mà nha. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ òa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là giấc.